video câu cá bà. Này cảnh này hơi đòn cá đường kênh này nha. Câu từ sáng giờ luôn hả? Câu sáng giờ. Này cái gì? Này được mấy cá rô à. Ừ, cũng nhiều quá thế ha. Chắc mười mấy hai chục con vậy. Bên đó được mười mấy hai chục con cá rô nữa. Tiền kinh này có cá tra mà khúc trong có cá bự lắm. Đó, đó có... Trong đó có ba con cá tra. Này có 5-6 con gì đó với con cá tây tượng nữa. Này có cá tây tượng nữa ha. Có cá tây tượng. Cá tây tượng đang ăn nấu. Để dính cá trà nữa mà. Ừ, dính được 2 cá trà nè. 2-3 con hết vô luôn. Có chưa quên? Thấy là thực tế lỗ nó hay à. Người kinh này cái giò ngoài trong hầm đó có cách ra dựng tháng câu cá phi quá trời. Cá phi nó mà nó ăn có thời như thời điểm này nó không có ăn. Phi lúc đó có mấy ông câu nữa, ông câu từ sáng chiều mấy chục ký. Rồi nước này cạn như má. Sát mé. Để xong lắm. Có không? Con nào không? Thấy con. Thì chuẩn bị về hay gì dọn đồ hả? Câu từ sáng giờ hả? Sáng giờ, lúc 9 giờ vậy. 7 tiếng. Còn cái gớt ra nãy giờ em để quắn cần nó luôn đi. Ba con chết. Còn con này sống. Có con này ngợp rồi. Chết siêu giờ. Một sâu quá. Ba con này dính cần máy hết hả? Tay. Tay luôn hả? Tay luôn. Coi giật lên cá kìa. Kênh gì? Sang Bắc miền quê. Dễ gì lên cá đâu phải dễ đâu. Nguyên một ngày câu được có vài con. Đâu có dễ để săn được đúng những cái khúc đó. Nhiều khi phải quay đứng nguyên ngày ha. Tới khúc nào cũng dính.
Thấy anh câu từ trưa tới giờ, trưa anh có chạy nghe em thấy mà trưa câu nắng rồi. Quá tới đây hồi 8 giờ ạ. Bị nghiện mà bị bệnh mà bị ghiền câu dữ lắm. Cái bên đó hồi đó nó làm cái đường cống này đó đó, tác bơm nước lên quá trời cái trời trắng luôn mà câu không. Trong hố này hả? Trong cái hố bên làm cái đường cống bên đó đó. Lúc bơm lên á người dân người ta bắt cái trời trắng nhiều lắm, cái trời trắng như thác lát. Trong cái khuỳnh đó thôi hả? Trong cái mé bên đó thôi làm cống thôi đó. Quá trời. Lúc mà đắp ngang cái đường đập này nè. Người dân địa phương dòng đây tao bắt. Ê, bắt gì chứ?